Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả Gaming nha. Và Di Khả chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mày. Ở video này thì Khả sẽ soi một cao thủ lên top tống kim ngày hôm nay. Một cái tên khá là lạ và Khả muốn soi cho anh em xem. Như anh em đã thấy thì ạc này là đang là không biết phái gì mà đang sở hữu mình. Chắc chắn với anh em là 4 kỹ năng vốn có rồi. Một phi phong, một áo và một cái càng khôn trên người. Anh em thấy càng khôn trên đầu không? Đó là một càng khôn trên đầu. Ạc này đang sở hữu mình 4 kỹ năng vốn có nha mọi người. Và hôm nay thì ảnh được cho mình top 9 tống kim, bơ ca 68 mạng và farm được 146 nửa bờ sơ. Thì Khả sẽ soi cho anh em xem thử ạc này là như thế nào. Được rồi, hiện tại đang hạng 27. Nếu mà xếp hạng lên thì Khả sẽ dở biết phái gì hơn. Lôi thiên tử có vẻ là chắc chắn là một ạc gió đan rồi. Gió đan hoặc là theo Khả nghĩ là cái tên này đi kèm với ạc gió đan rồi. Đó, mà trên này thì không quá tốt, chắc là chưa cập nhập hạng 27. Và anh em cùng xem sơ qua. Đúng rồi, một cây lôi sắc nội công 189. Lôi sắc nội công 189 là chắc chắn là giỏ đan rồi anh em ơi. Ạc giỏ đan này cũng tương đối anh em. Tầm này thì set, những set đồ này gọi là set đồ tầm trung nha mọi người. Một set Newton 40 làm chậm gia truyền, áo kỹ năng 1 cấp, nhẫn nội công 24, ngọc bội phòng thủ 23. Một set Newton kèm theo cây vũ khí quá đẹp. Cây vũ khí này thì một lôi sắc 189, một cái nón kháng họ 25, sinh lực 124 rất là cao, và thời gian chón 20. Một tay kháng lôi 30, sinh lực 120. Những món đồ này thì rất là ưu tiên dành cho giỏ đan luôn em. Sinh lực cao, ưu tiên dành cho giỏ đan luôn. Một cái nhẫn kháng họ 22, chón 30, sinh lực 39, lượng kháng họ khá là cao. Một đôi giày. Nói chung thì set đồ này thì mang cho mình khoảng là kháng họ và chón khá là cao. 20 chón kháng họ ở giày này, kháng họ ở giày 20, chón 30, nhẫn kháng họ 22, chón 30, và nón kháng họ 25, chón 25 thì lượng kháng họ khá là cao. Và có cho mình 80 chón và 40 chậm từ set Newton nha anh em. 40 chậm từ set Newton, 40 chậm từ set Newton. Và một bọc tay kháng lô 30 và đại lượng kháng lô 30. Nói chung là tính ra set đồ này thì gọi là tầm trung rồi anh em. Đó, nói chung anh em cứ hỏi là set đồ tầm trung như thế nào thì đây là gọi là set đồ tầm trung nè. Tầm 2-3 triệu là đó, này là anh em đủ set đồ tầm trung. Cả cái ạc này luôn thì cũng tầm 5 triệu quay đầu nè. Còn ạc này nếu mà anh sách vở này nọ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn như set đồ này là gọi là set đồ tầm trung rồi nè. Set Newton và đi kèm theo những món đồ 5 dòng 6 dòng như cái này gọi là tầm trung đủ chơi rồi nè. Không quá mắc cũng không quá rẻ nè. Đó. Rồi, nói chung thì set đồ này thì dành cho võ đan thì quá ok rồi nè. Anh em xem thì đừng quên ủng hộ cho ông Lôi Thiên Tử này. Hôm nay được top 9 tống kim nên Khải thấy tên là lạ, Khải mới soi cho anh em xem. Còn những người chỗ này đa số Khải soi hết rồi. Đúng không? Còn ông 69 béo nữa mà không biết là ông phải gì. Được, có cơ hội Khải sẽ soi 69 béo. Hôm nay được top 6. Rồi, anh em xem lại một lần nữa nha. Set Newton. Leo hình nữa, leo hình cũng là một tên khá là mới. Nhật Thái nữa. Hôm nay trận chính giờ hôm nay thì khá là khó đánh anh em. Anh em nhìn trên bảng xếp hạng không? 10 người thì chỉ có 3 người tống thôi, còn lại kim hoàn toàn. Anh em thấy nếu mà xem cái trận tống kim này anh em thấy không? Đánh áp đảo kinh hồn luôn, mình không có đánh được luôn anh em. Hơn là mình cố gắng mình lên được top 7 là thì quá mừng luôn. Và được phi phong quá đã rồi. Rồi anh em xem thì đừng quên ủng hộ cho Khải cũng như là Lôi Thiên Tử một like chia sẻ ủng hộ video này nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thích soi cao thủ nào thì cứ việc comment bên dưới và đừng quên đỡ lại cho Khải một đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo từ kênh của Khải cũng như những buổi tống kim cũng như là những hoạt động ban từ kênh Khải nha anh em.